Dậy phải uống một cốc nước to. Đúng để rồi. Bắt đầu cho cái hệ tiêu hóa của mình. Em chỉ nhìn mỗi băng đô của chị. Dễ thương. Chị nhìn mỗi cái bộ áo của chị. Vì nước chiếm 66% cơ thể con người nên việc chúng ta hàng ngày uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là cực kỳ quan trọng. Và không biết là các chị em ngồi đây uống đủ không nhỉ? Ngoài việc uống đủ ra thì điều quan trọng nữa đó chính là chúng ta phải tìm được nguồn nước sạch và đáng tin cậy. Bình thường trong các video thì ảnh hay chia sẻ các tip make up, đó là những cái vẻ đẹp bên ngoài. Thế nhưng mà không vì thế mà ảnh sẽ quên đi những cái vẻ đẹp bên trong cơ thể mình. Và việc uống nước là việc cực kỳ cơ bản nhưng mà cũng đáng để các bạn lưu tâm làm sao có thể uống đủ và uống được cái nguồn nước đáng tin cậy. Chính vì thế nên hôm nay ảnh sẽ chia sẻ với các bạn một loại máy lọc nước cực kỳ đặc biệt. Có nhiều bạn đã xem các tập trước và nói với mình là mình rất hay chia sẻ những sản phẩm nhỏ nhưng mà có võ, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Đây chính là sản phẩm máy lọc nước mà mình muốn nói tới. Rất là xinh xinh đúng không ạ? Có thể là do mình cũng mini nên là mình thích dùng những cái sản phẩm gì đấy mà nó vừa tiện dụng mà lại phù hợp với cả vóc dáng của mình chẳng hạn. Với chiếc máy lọc nước này chúng ta có 3 chế độ, đó là chế độ lạnh, chế độ nóng và chế độ bình thường. Với những ngày hè nóng bức mà muốn uống nước lạnh, chúng ta có thể nhấn vào bên nước lạnh khoảng 2 giây để chuyển về chế độ nước lạnh. Đó, sau đó chúng ta sẽ có 3 mức nước lạnh, chúng ta chọn nước lạnh mình mong muốn và sau đó ấn vào nút. Và chiếc máy lọc nước này cực kỳ tiện lợi khi chúng ta nấu ăn bởi vì là có nước nóng. Và nghĩ đến ăn thì mình thường xuyên hay phải đi đun nước để nấu mì, và từ khi có máy lọc nước này thì mình không còn phải làm việc đó nữa. Nếu như để chế độ bình thường thì cái máy nước nóng này sẽ được khóa phần nóng lại, và đây là biểu tượng của nó. Điều này sẽ rất là an toàn cho những nhà nào có trẻ nhỏ. Và nếu như muốn có nước nóng, chúng ta sẽ giữ vào đây khoảng độ vài giây. Ồ, cái này hay này, an toàn ghê ha. Đó, chiếc khóa đã được mở ra và phần nóng được bật lên. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn là mức nóng nào. Ở đây mình lựa chọn mức nóng nhất để có thể ăn mì được. Ấn vào đây để nước xuống nào. Ôi lại đói, mì tí mì tí. Mặc dù là đã ăn rồi, thế mà nhìn mì gọi là đói mì. Nóng quá. Với những buổi sáng bận rộn thì mình sẽ có ngay một ly mì mà không cần phải đun nước. Ngoài ra, với cách hoạt động của thiết bị này thì các bạn sẽ giữ nguyên được khoáng chất có trong nước. Sau khi đã ăn xong cốc mì này thì mình nghĩ là mình sẽ cần thêm cốc trà ấm nữa. Mình mong rằng các bạn sẽ luôn giữ sức khỏe của mình từ bên trong nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường quay. Ok. Xem ra thì đúng là cái việc uống nước á, ai cũng nghĩ rằng là nhắc mình là ngày nào cũng phải uống, nhưng mà không biết là như thế nào nữa, chứ ta uống nước là đúng là đủ ha. Thông thường thì bình thường em nghe mọi người nói là mình phải uống nước là 2 lít là đủ, nhưng mà thật sự là nếu như mà để cho mình tự giác uống nước ấy thì rất là khó để mình có thể uống được 2 lít nước mỗi ngày. Quên lắm. Đúng rồi. Đó, như em thì buổi sáng bao giờ em cũng sẽ uống khoảng độ nửa lít nước ấm. Là trong một buổi sáng. Đúng rồi. Có cho thêm cái gì vào không? Cho thêm ít chanh. Thường thì tôi hay cho mật ong. Mật ong. Em cảm giác là ấm người hơn ấy. Nhiều người sẽ có cái thắc mắc ấy, là không biết là 2 lít nước để chúng ta sẽ chia vào cái thời điểm nào trong ngày. Thì với cá nhân em thì em tìm hiểu một chút thì em hay uống buổi sáng này, em sẽ uống nửa lít nước. Sau đó là mình uống rải rác trong ngày, nhưng mà nhớ này là uống trước khi ăn khoảng độ 45 phút sẽ tốt hơn. Dạ. Nhưng mà khó theo dõi lắm chị. Với cả là bình thường em uống trà sữa. Uống đã không đủ nước là uống trà sữa. Trà sữa mà uống nhiều bảo không tốt em nhé. Vâng chị. Em biết điều đấy. Em theo có nhiều người ta lại thấy rằng là nước mà mày uống cái gì miễn là có nước là được. Thế là cái ngoài cái việc uống nước xong là mình thay thói quen nhá, là uống nước tăng lực cũng cho là uống nước, rồi uống nước trà ngọt, rồi cũng được tính là nước, rồi uống thêm trà sữa, thậm chí là một ngày có người là Trinh biết là uống tới 2-3 ly trà sữa luôn. Không phải, đâu có giỡn hoài. Nếu có thì cứ thừa nhận đi.
À, mấy ly, một ngày mấy ly? Một tuần một ly thôi. Không tin không nổi. Tin nữa chị ạ. Ừ. Đó, nhưng mà vẫn cứ quan trọng nhất là mình phải uống nước lọc. Bởi vì nước lọc là nó có không calorie đó. Ai mà giảm cân là không phải hề béo nha. Không sợ béo. Thế hôm nay chị uống gì vậy? Hôm nay chị uống là trà chanh đó. Có đường chanh không? Trà chanh có đường, có đường, có đường. Nó có chút xíu đường thôi. Không sao, không đáng kể. À, còn một cái nữa là nước đun sôi. Tại vì là khi mà mình uống nước đun sôi để nguội thì nhiều người hay có cái câu là nói là phải nên uống nước đun sôi để nguội, nhưng mà thật sự là nó có tốt hoặc là nó có diệt được cái loại vi khuẩn như là chúng ta nghĩ hay không ta? À, cái việc mà uống nước đun sôi để nguội ấy, nhiều khi nó còn làm mất các cái khoáng chất tốt có trong nước nữa cơ. Với nhiệt độ nóng lên phải không? Vâng. Cho nên là những khi mà mình dùng những cái bình lọc nước ấy, nó sẽ giữ lại được những cái khoáng chất tốt đấy. Ở đây có 2 ly trà. Đúng rồi. Bên kia là có gì thế? Có cà phê. May quá An Phương không phải là trà sữa. Vâng, em cũng sợ chị chặt, em phải chuẩn bị trước rồi. Hai chị em mình cùng lấy nước. Mở khóa. Mở khóa rồi chúng ta chọn chế độ là làm nước nóng. Nước nóng ạ. Nước nóng để sau mình đó mình sẽ ấn trà để lấy nước. Rồi, rất là tiện thôi. À, như vậy là không mất nhiều thời gian mình đun sôi mình để nguội. Xong. Khi mà mình dùng những cái bình lọc nước ấy, mình sẽ không phải mất thời gian để đun sôi này, hoặc là làm lạnh. Như vậy thì nó tiết kiệm thời gian hơn. Và trong thời gian đó thì hộ chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng mà bình lọc nước này là mình sẽ đổ nước vào trong đấy và sau đó người ta sẽ và sau đó cái máy nó sẽ lọc cho mình đúng không? Đúng rồi. Vậy là mình đã có ngay lập tức. Em thấy cái máy này đẹp phết, nên để phòng khách cũng hợp lý. Trông rất là hiện đại, rất là sang trọng luôn. Nhưng mà bình thường ấy, khi mà em uống nước mà nước lọc như thế này ấy, thì em cảm thấy là cái vị đương nhiên là nó sẽ ít thôi, nhưng mà em vẫn thấy cái vị nó vẫn hơi khác so với những cái loại nước, ví dụ như là những cái chai nước lọc ở ngoài kia khi mà người ta bán ấy, thì chị có thể thấy là nước khoáng và nước lọc nó có là hai cái vị hoàn toàn khác nhau. Thì không biết là cái này là nó sẽ mang cho mình cái cảm giác như nào. Nếu mà vậy thì để cho Quỳnh thử nha. Vì bây giờ là sau nước ấm thì mình sẽ có là nước mát. Rất là nhanh. Mời Quỳnh nào. Xem có khác gì. Tại vì Trinh biết á nha, là Quỳnh rất là ít uống nước. Mà cô bé này cũng thừa nhận luôn á, là có nhiều ngày á, là có khi là uống không có tới 2 lít nước luôn, mà không có cảm thấy là mình bị mệt mỏi, thiếu nước. Không phải là chúng ta cứ là không uống nước đủ là mình chưa thấy được cái hệ quả của nó đâu. Mà qua cái làn da của mình là mình sẽ cảm nhận được. Không biết là các bạn có thấy như vậy không? Ngon. Một ngày Trinh Phạm uống bao nhiêu lít nước nào? Em thật lòng nha. Em thì hôm nào vui thì em sẽ uống. Hôm nào vui thì hôm nào buồn. Thực ra ấy, cái cách mà em làm để em nhớ là em uống bao nhiêu lít nước là em sẽ cho nó vào một cái bình mà em biết là cái bình đó là bao nhiêu lít thì em mới tập trung để em uống được. Chứ còn thực ra một ngày em toàn quên thôi. Tại vì mình uống một cốc ấy, xong mình không nhớ là mình uống cốc thì mấy rồi. Còn cả có một cái tip nữa là mọi người hãy đặt báo thức. Đúng rồi. Chị cũng hay đấy. Đặt báo thức. Ví dụ như là giờ nào mình sẽ uống bao nhiêu lít nước mình sẽ đặt báo thức. Thì đến lúc đấy. Em bình thường uống nhiều nước lắm chị. Em uống nhiều trà sữa nhưng em uống nhiều nước. Với cả là tại vì cân bằng với lượng trà sữa và nước luôn. Vâng, tại trước mặt em lúc nào cũng có bình nước. Thì đấy, lúc nào mà để trước mặt thì mình đúng sẽ nhớ. Với cả là uống nước tỉnh ngủ. Này, vậy? Thế nên nếu như mà trước mặt có một bình nước ấy, thì mình nên thiết kế một cái túi xong mình để đây này xong mình vắt ra nước. Lúc nào mình cũng sẽ nhớ là uống nước đúng không? Lúc nào cũng đeo ở trên cổ.